Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 3 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Kim Thành Vlog. Real Madrid chốt giá cực chất cho Arsenal. MU nhắm thần đồng Brazil. Barca muốn hớt tay trên Liverpool. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. MU nhắm đến thần đồng Brazil. Theo Fichaje, MU đang nhắm đến Estevao Willian. Tài năng trẻ này đang nổi như cồn tại giải vô địch quốc gia Brazil và được truyền thông nước này đặt cho biệt danh là Messi nhỏ. Ở tuổi 16, cầu thủ này đã được Palmeiras lên đội 1. Mặc dù phải đối đầu với nhiều cầu thủ giỏi và có kinh nghiệm hơn, Estevao vẫn vươn mình một cách mạnh mẽ để trở thành cầu thủ chạy cánh hàng đầu của giải đấu. Sự thăng hoa của Estevao đã giúp cậu ta có được sự chú ý của MU. Đội bóng đã quá nản với Antony và đang tìm một phương án thay thế mới. Các tuyển trạch viên của Quỷ Đỏ đang theo dõi chặt chẽ tình hình của tài năng trẻ này. Nhưng nếu muốn có được sự phục vụ của cậu ta, dưới thượng tầng Old Trafford sẽ phải bỏ ra số tiền cực lớn, có thể lên đến 90 triệu bảng. Barca muốn hớt tay trên Liverpool. Với việc huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ rời Anfield vào cuối mùa giải này, Liverpool đang gấp rút tìm kiếm một huấn luyện viên mới để thay thế, và người mà họ đang nhắm đến đó là Ruben Amorim. Tài năng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thì không cần phải bàn, và anh ta cũng đang thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng châu Âu khác. Mới đây nhất, Barca cũng đã nhảy vào cuộc đua này. Mặc dù chủ tịch Laporta đã lên tiếng níu kéo Xavi ở lại, nhưng tờ Football España lại xác nhận rằng gã khổng lồ xứ Catalan đang có động thái nghiêm túc trong việc tìm người thay thế Xavi. Còn theo tờ The Independent cho biết, Barca không còn xem là huấn luyện viên Xabi là mục tiêu hàng đầu nữa, thay vào đó là Ruben Amorim, người đang có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 13 triệu bảng. Real Madrid chốt giá cực chắc cho Arsenal. Real Madrid đã sẵn sàng để cho Rodrigo ra đi vào mùa hè này, nhằm dọn đường đón Mbappe. Liverpool đã gửi đi hai lời đề nghị, lần lượt 60 và 80 triệu bảng, nhưng rất nhanh chóng, họ đã bị từ chối. Mới đây nhất, Arsenal cũng đã tham gia vào đường đua để giành lấy sự phục vụ của ngôi sao trẻ người Brazil. Tuy nhiên, Real Madrid đã đưa ra cho pháo thủ một con số rất cao, lên đến 90 triệu bảng. Chủ tịch Florentino Perez cũng khẳng định rằng bất kỳ câu lạc bộ nào muốn ngồi vào bàn đàm phán thì đều phải đưa ra lời đề nghị từ 90 triệu bảng trở lên. Solis ăn không muốn đến Atletico Madrid. Trước bối cảnh Savic, Song Joong Ko, đặc biệt là trường hợp của Mario Hermoso có thể ra đi ngay trong hè này, Atletico Madrid buộc phải mua gấp một trung vệ. Huấn luyện viên Simeone đã nhắm đến vài cái tên, nổi trội nhất trong số đó là Balerdi của Marseille. Tuy nhiên, cầu thủ này đã thẳng thừng từ chối cập bến đội bóng La Liga. Tôi đã nói với người đại diện của mình rằng, nếu không có lời đề nghị thực sự rõ ràng 100%, thì đừng nói với tôi. Tôi biết có vài đội bóng quan tâm, nhưng đó không phải là một lời đề nghị. Marseille bảo tôi hãy ở lại. Tôi cũng muốn ở lại đây và tập trung vào thời điểm hiện tại. Tôi hạnh phúc ở đây và tôi không muốn ra đi, trung vệ Balerdi chia sẻ. Liverpool ký mới hợp đồng với Agnon. Theo nhà báo thân cận của The Cop, hợp đồng mới của hậu vệ cánh phải ít nhất sẽ nâng lương lên gấp đôi, thậm chí còn có thể vượt qua số tiền mà hai ngôi sao Salah và Van Dijk đang kiếm được, qua đó đưa Agnon trở thành hậu vệ có mức lương số 1 tại ngoại hạng Anh với hợp đồng mới. Được biết, Agnon không quan tâm đến những lời đề nghị từ Real và anh muốn ở lại Anfield. Hiện tại các bên đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để gia hạn sớm nhất có thể. Ten Hag không chắc chắn tương lai tại MU. The Telegraph khẳng định rằng MU và ông chủ Ralf Rangnick không còn mặn mà với chiến lược gia người Hà Lan. Đội bóng sẽ tìm huấn luyện viên mới vào hè 2024 này, qua đó tiếp tục công cuộc cải tạo toàn diện trong mùa giải mới. MU có giám đốc mới. Nguồn tin từ Romano cho biết MU đang đàm phán với Jason Wilcox, giám đốc thể thao mới nghỉ việc của Southampton, cho vị trí tương tự tại Old Trafford. Neymar về Santos. Neymar nói trong lần xuất hiện mới nhất trước truyền thông rằng anh muốn trở lại Santos vào năm 2025 và sẽ cố gắng làm điều đó trước khi giải nghệ. Zidane tái xuất. Huấn luyện viên người Pháp chia sẻ về khả năng tái xuất của mình trong thời gian tới là chắc chắn, tuy nhiên ông đang bận xử lý tốt công việc riêng tư của mình và chưa tiết lộ chính xác ngày trở lại. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. MU mua João Gomes. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận rằng MU đang xem tiền vệ João Gomes của Wolves như một sự thay thế tiềm năng cho Eriksen. Juventus chia tay Allegri. Theo nhà báo Rudy Di Galetti, Juventus có khả năng sẽ chia tay huấn luyện viên Allegri vào cuối mùa giải 2023-2024. Câu lạc bộ được cho là đã yêu cầu huấn luyện viên này cải thiện kết quả của câu lạc bộ và không hài lòng với màn trình diễn của đội trong mùa giải này. Sevilla sẵn sàng chi đậm chiêu mộ sau Benfica. Theo The Record của Bồ Đào Nha, Ralin hiểu được tầm quan trọng của Neves và tin rằng anh sẽ là mảnh ghép quan trọng cho đội hình của MU. Do đó, ông sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng dành cho một tiền vệ để chiêu mộ Neves. Cụ thể, MU được cho là đã dành hơn 100 triệu euro để theo đuổi cầu thủ 19 tuổi này. Đây là một số tiền không hề nhỏ, nhưng Ralin tin rằng Neves xứng đáng với mức giá đó. Tương lai của Greenwood tại MU. Theo tờ The Athletic, MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng của Greenwood với đội bóng.
hợp đồng của Greenwood với MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, nhưng Quỷ Đỏ có điều khoản gia hạn thêm một năm. Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức đến từ trang chủ câu lạc bộ về thông tin này. Sao trẻ Argentina lọt vào tầm ngắm của MU? Tiền vệ Ranko Matantuono của River Plate đang là cái tên được MU cân nhắc để đưa về vào mùa hè này. Cầu thủ mới chỉ 16 tuổi này đã có một mùa giải bùng nổ trong năm nay và Quỷ Đỏ là một trong những đội bóng quan tâm đến cầu thủ này. Theo nguồn tin từ Thai Sports, các đội bóng châu Âu muốn chiêu mộ Matantuono sẽ phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu euro. Bản tin khẳng định River Plate muốn toàn bộ số tiền giải phóng hợp đồng cần được thanh toán đầy đủ để thương vụ được hoàn thành. MU sắp để mất Saka 2.0. Theo tờ Manchester Evening News, nhiều câu lạc bộ tại Premier League đang theo dõi tài năng trẻ Benji Tomantato của Học viện Carrington. Hai bên đang có những cuộc đàm phán và sắp bước vào giai đoạn quan trọng. Mantato có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái hoặc chạy cánh. Phong cách và màn trình diễn của cầu thủ 16 tuổi trong mùa giải này đã giúp anh được so sánh với Bukayo Saka của Arsenal. Nếu cầu thủ trẻ này chuyển đến câu lạc bộ khác, MU sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường lên đến 6 chữ số. MU theo đuổi sao Bayer Leverkusen. Theo Florian Lestenberg của Sky Sports Đức, hậu vệ cánh Jeremy Rimpong của Bayer Leverkusen đang lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich và Manchester United. Thông tin cho biết, điều khoản giải phóng hợp đồng của Rimpong có thể được kích hoạt với mức giá khoảng 45 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan vẫn còn hợp đồng với Leverkusen đến năm 2028 và có thể sẽ sẵn sàng ở lại câu lạc bộ sau khi huấn luyện viên Xabi Alonso xác định tương lai. Sự ra đi của Mahrez và Gundogan vào mùa hè năm ngoái đã khiến Man City mất đi hai nguồn đóng góp bàn thắng đáng tin cậy. Cầu thủ người Algeria sở hữu 15 bàn thắng tại ngoại hạng Anh trong 3 mùa giải gần nhất mà đội bóng của Pep vô địch. Đội trưởng của tuyển Đức thì còn có sức ảnh hưởng lớn hơn với 39 lần góp dấu giày trực tiếp vào các pha lập công của The Citizens trong 3 mùa giải đó. Kovacic, người được kỳ vọng sẽ thay thế tốt vai trò mà Gundogan để lại, không ghi được bàn thắng nào và không có đường kiến tạo nào tại Premier League mùa này. Doku khá hơn với 2 bàn thắng và 5 pha kiến tạo, nhưng 4 trong số đó đến từ trận đấu với Bournemouth vào tháng 11 năm ngoái. Dễ hiểu khi ngoài Haaland, Man City hiện chỉ trông chờ vào De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden và phần nào đó là Julian Alvarez. Đó thực sự là một canh bạc nguy hiểm bởi trước khi bước vào trận đấu, các đối thủ của đội chủ sân Etihad đã biết phải theo kèm ai và theo kèm như thế nào. Việc quá phụ thuộc vào bộ ba Haaland, De Bruyne và Foden vô hình chung đã khiến cho Man City không thể tìm được mảnh lưới đối phương nếu như họ bị phong tỏa kín kẽ. Trận đấu vừa qua với Arsenal chính là bằng chứng cho thấy nhà đương kim vô địch Premier League bế tắc ra sao. Sau cùng, Manchester City trong tay Pep Guardiola vẫn là ứng viên sáng giá cho mọi giải đấu mà họ tham dự. Điều cần làm ở giai đoạn cuối mùa này đối với đội chủ sân Etihad là đánh giá lại tình hình và tìm thêm những phương án tiếp cận cầu môn đối phương, nếu không nguy cơ bị biến thành cựu vương ở hai giải đấu là ngoại hạng Anh và Champions League sẽ hiển hiện ngay trước mắt. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.